Như các bạn đã biết, trong đề minh họa 2023 của Bộ có một câu liên quan đến tia X. Vậy các em có biết tia X được tạo ra bằng cách nào hay không? Nếu không biết, chúng ta hãy xem hết video này nhé! Vào năm 1895, nhà vật lý Röntgen làm thí nghiệm với ống cathode thủy tinh chứa trung hạt electron chiếu sáng tấm chắn huỳnh quang. Ông bọc ống bằng bìa cắt tông để ngăn ánh sáng huỳnh quang thoát ra ngoài, và điều kỳ lạ đã xuất hiện, màn huỳnh quang gần đó đột nhiên phát sáng. Do không rõ bản chất của tia này nên khi đó ông gọi nó là tia X, sau này giới khoa học gọi là tia Röntgen. Vậy làm thế nào để tạo ra tia X? Ta sẽ làm thí nghiệm với ống Coolidge. Thí nghiệm bao gồm một ống thủy tinh bên trong là chân không chứa một cathode và đầu kia là một anode chứa một thanh kim loại với khối lượng nguyên tử lớn. Một điện thế rất cao khoảng 20 kV được tạo ra giữa anode và cathode. Nó sẽ đẩy các electron bay ra xa và các electron sẽ trông như trùng sáng. Do vậy, các electron bay với vận tốc lớn đến anode và đâm vào thanh kim loại. Lúc này, động năng được chuyển hóa và tạo ra trùng tia X. Thanh kim loại được để nghiêng một góc 45 độ để khiến các electron bay đến nó sẽ tạo ra một trùng tia X gần như vuông góc với trùng tia electron. Cường độ mạnh hay yếu của tia X phụ thuộc vào số lượng electron đâm vào thanh kim loại. Vì vậy, nếu chúng ta tăng lượng electron phóng ra từ dây tóc bằng cách tăng cường độ dòng điện đi qua dây tóc thì ta sẽ tăng được cường độ sáng của tia X.